Xin chào mọi người ha. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Lenovo ThinkPad X280. Hôm nay thì cũng có mấy khách hỏi mình cái dòng mà giá rẻ tầm dưới 4 triệu. Thì hôm nay mình bóc ra một vài con giá nó vừa phải để mọi người theo dõi, ai ưng ý cái gì thì báo qua cho mình nha. Đầu tiên cái con X280 này nhìn chung thì nó khá là sạch sẽ. Mình sẽ quay từng chi tiết một, không hề bị cấn nứt bể vỡ nhưng mà nó có cái dấu bóng mòn đã qua sử dụng là có nha mọi người. Ở này nó có cái vệt xước lông mèo nhẹ nè, nó sờ thì nó mịn lắm, không hề cộm. Cái này đó là nè, nó xước nhẹ trên cái phần vỏ, rất là nhẹ thôi, không có bị nặng, sờ nó không có bị cộm nha. Gọi là xước lông mèo, nó nhẹ, nó mịn còn hơn lông mèo nữa, không ảnh hưởng gì. Có chỗ này xước nặng nè mọi người, xước đây ha, xước miếng, còn lại là ok đó. Trên cái vỏ thì nó có bóng trầy xước lông mèo nhẹ vậy. Bên này ngõ sạc Type-C, ngõ kết nối Type-C sấm sét nè, cái này ra mạng LAN USB HDMI tai nghe, nó bố trí cũng giống như những cái dòng X khác thôi. Đây ha. Và bên này ngõ USB. Bây giờ vô bên trong nha. Màn hình là 12.5 inch, màn hình nó là HD, không phải Full HD nha mọi người, nhưng mà nó cũng đẹp và nó không có lỗi làm gì hết. Webcam đồ đầy đủ, mọi người có thể tắt bật webcam theo mức độ bảo mật của mình. 12.5 inch thì nó gọn tiện. Và đặc biệt là cái con này pin trên 4 giờ, mọi người tha hồ mà sử dụng. Mỗi con máy mình sẽ báo một cái tình trạng nó khác nhau. Pin này còn ngon lắm mọi người. Nó bảng minh lớn. Phím. Phím thì mình thấy là có bóng ha. Đây nè, có bóng mòn đã qua sử dụng. Mình có tặng cho mọi người 8 dán phím quốc tế ha. Về dán một cái là mình nghĩ là nó đẹp mọi người. Dán là che ký tự Nhật đi, còn ký tự quốc tế thôi, vẫn giữ được cái bản chất êm mềm nè, gõ rất là êm mềm. Bên này thì tương đối sạch sẽ ha, bàn re chuột cũng hơi bóng nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều. Và bên này thì sạch sẽ, mình nghĩ là nếu mà dán phím lại là mình thấy đẹp á mọi người. Máy là không có lỗi làm gì. Cấu hình đây là i5 Gen 8, RAM 8GB. X280 thì khá nổi tiếng về cái độ bền. SSD là 128, mọi người có thể nâng cấp lên 256 hay là 512 đều được hết ha. Đó, bản mà không Full HD thì nó SSD 128, nó zin ở bên Nhật về sau là mình để nguyên như vậy luôn á. B329 là mã mình đặt cho máy và mình báo giá mọi người cực kỳ tốt. 3 triệu 2 nha mọi người. Máy không hề bể vỡ, xài tốt, ok. Pin trâu, 3 triệu 2 cho con ThinkPad X280. Dòng ThinkPad thì chất lượng, X thì cũng rất là chất lượng luôn. Ngoài cái việc đó là nó đã sử dụng cái option thì cái này là cái độ bền nó rất là cao. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình. Máy thì luôn tặng 8 dán phím quốc tế và kèm sạc zin nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha.